và 2014, tổ chức Nominate Trust, một tổ chức chuyên nghiên cứu tác động của khoa học kỹ thuật số đến đời sống xã hội tại Anh, đã công bố danh sách bình chọn 100 công nghệ làm thay đổi thế giới của năm, được gọi là Nominate Trust 100. Và danh sách 100 công nghệ của năm 2014 vừa mới được tổ chức này công bố. Trong chuyên mục Ai làm gì ở đâu hôm nay, mời quý vị đến với một vài công nghệ thú vị nằm trong danh sách này. Theo tổ chức Nominate Trust, Danh sách Nominees 100 nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức đang ứng dụng những công nghệ kỹ thuật số để thay đổi thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Mỗi năm, 100 giải pháp công nghệ được bình chọn dựa trên một tiêu chí và tinh thần chung nhất là giải pháp đó được sử dụng để góp phần giải quyết những thách thức hiện có đang tồn tại trong xã hội. Danh sách này cũng góp phần trong việc nghiên cứu những đặc điểm và đóng góp của hình thái doanh nghiệp xã hội, bên cạnh đó mang đến cảm hứng, nâng cao ý thức ứng dụng công nghệ để giải quyết những khó khăn đang gặp phải. Danh sách Nominate Stress 100 khá phong phú, trải dài ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong danh sách này đáng chú ý có 3 công nghệ bao gồm một công nghệ về chẩn đoán bệnh sốt rét, một công nghệ về kiến trúc và một công nghệ kính quan sát cho người hạn chế thị giác, được khá nhiều chú ý và giành được giải thưởng công nghệ dẫn dắt những thay đổi xã hội. Và đây là ứng dụng X-Rapid trên một chiếc iPhone. Nhà thiết kế ứng dụng này, Jean-Viri cho rằng, ứng dụng có thể cứu được hàng ngàn sinh mạng. Với một kính hiển vi nhỏ gắn vào camera của điện thoại, thông qua ứng dụng, người dùng có thể quan sát được các ký sinh trùng trong mẫu máu giúp chẩn đoán bệnh sốt rét. Chúng tôi có được bức ảnh độ nét cao của mẫu máu, chúng tôi tách hồng cầu ra khỏi bạch cầu và những phần còn lại, sau đó bắt đầu quan sát riêng cái hồng cầu thông qua một phần mềm cài vào, iPhone có khả năng nhận dạng và chẩn đoán được bệnh. Một giải pháp khác cũng lọt vào danh sách 100 công nghệ làm thay đổi xã hội là kính quan sát thông minh. Về căn bản, giải pháp này là gắn một camera là kính đeo mắt để hỗ trợ khả năng quan sát cho những người có vấn đề về thị giác. Bà Annika Smon, CEO của Nominestrade đánh giá, có triển vọng rất tốt từ các công nghệ trong danh sách. Chỉ riêng các giải pháp ra đời tại Anh, bà thấy một tương lai sáng lạng. Điều thú vị có thể thấy ở Anh, cách riêng là London, tôi thấy có những động lực về phát triển những công nghệ góp phần thay đổi xã hội. Chúng tôi thấy những ví dụ rõ ràng về những tổ chức với các công nghệ có thể đem lại doanh thu, nhưng cũng có ý nghĩa tạo ra những điều khác biệt. Một giải pháp khác, những gì quý vị đang thấy trông giống như một tòa nhà thông thường được xây dựng. Nhưng thật ra tất cả những mảnh ghép này đều được in 3D từ trước đó, và người ta chỉ việc ghép chúng lại với nhau, như ngày bé người ta vẫn chơi trò lắp ghép nhà cửa. Một nền tảng trực tuyến nơi mọi người có thể chia sẻ các thiết kế của họ như thế này, gọi là Wiki House. Ông Alastair Pavin, đồng sáng lập của Wikihouse, hy vọng nền tảng này sẽ tạo ra một thế hệ xây dựng nhà hoàn toàn mới. Các giải pháp thiết kế bình vẫn hữu ích nên trở thành kiến thức hữu ích cho tất cả. Trên Wikihouse, những hiểu biết này được đóng góp bởi nhiều người và nó thuộc về tất cả mọi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ sẽ góp phần thay ra những thay đổi rất lớn cho cuộc sống con người trong những năm tới. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo rằng, không phải thay đổi nào cũng hoàn toàn tốt, và việc hướng nó vào điều tốt là rất cần thiết.